em muốn leo cây phải không? Dạ. Hỏi nè, thương mẹ không? Dạ. Thương bà ngoại không? Dạ. Thương anh gì không? Dạ. Thương bố không? Dạ. Thương gì quanh không? Dạ. Ai cũng thương ấy phải không? Dạ. Mai cho leo nha. Mai muốn gì? Muốn leo. Đi muốn leo cây hả? Dạ. Ôi mẹ mệt quá à. Thôi vô nhà nha. Sao? Yuli đi vô nhà mà Yuli không có biết làm hả? Dạ. Mở cửa vô thôi chứ có gì đâu không biết làm. Sao Alita ngồi đó? Yeah. You want water? Let's go drink water.